Đúng con đấy. Ui, ui, nguy hiểm quá. Đi bé đi. Đâu vậy là tình hình. Nó đang tỉa cái cảnh ở đây này. Đang tỉa cái cảnh thì con rắn nó cắn ra bò, nó cắn nó. Nó nằm dây chạch ở đây rồi. Đấy mọi người nhá, thì anh em nhận được cuộc gọi người dân đang tỉa cái cảnh thì... Đâu, nó chui đâu? Chui đây rồi, ở đây này. Ui, rắn. Thì giờ anh em sẽ tiến hành để anh em kiểm tra xem là con rắn này nó trong này đúng không? Nó trong này đúng không? Kiểm tra thử chưa nào. Chui vào trong này rồi, chui xuống đây rồi. Nó cắn thằng bé dây chạch rồi. Thì cái nữa rắn đọc cái là chết đấy. Ai chở nó đi rồi? Không thấy gì không rồi. Đứng hết về bên kia đấy chú. Đứng hết về phía kia. Đây. Ui con rắn nó con trắng tinh. Con này là cái con rắn độc nó đã cắn cái cậu thanh niên kia mọi người nhá. Đấy, rất là hung dữ luôn. Nuôi cái kia đi. Trời ơi, nó to không? Ui. Đấy, nó cắn đây. Dã man rồi. Ui, vậy thì có đúng là còn một con màu trắng cơ, cắn con thằng bé là con màu trắng ấy. Ui, để xem nào. Làm gì? Xem mà thấy cái tầm cái túi này để... Xem nó còn con nào đây, túi này. Rồi, mọi người xem này. Quay gần cho mọi người xem con rắn độc này. Rồi, mọi người xem này. Rắn này. Phành 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 luôn. Nó là thủ phạm đã cắn cái chàng trai trẻ kia. Xấu số kìa. Đấy, thấy chưa? Vào một buổi chiều coi thế là... Phành kinh chưa? Đúng chúa rồi. Đấy, chắc đang tỉa cây. Chắc đang tỉa cây. Thôi bỏ túi xong bắt đầu là kiểm tra tiếp đi. Xem còn con nào đúng không? Có một con hát chắc. Đưa kính vào. Ui, có cái xác của nó kìa. Ui, còn đây không ơi? Đây. Ui, đây. Ui, kinh chưa? Ui, nó phun độc. Làm mọi người xem này. Nó giữ chưa? Nó phun độc. Đấy, nó đi à đấy. Đấy. Kinh chưa? Kinh lắm. Ui, giữ nhỉ. Giữ lắm anh em. Quay ngang. Đây. Hai. Wow, mà chưa. Mọi người thấy không? Một con kinh rắn hổ mang cũng gặp luôn. Ui dồi ôi, kinh quá. Đấy, thấy chưa? Đấy rồi, nó phành. Dữ vậy? Đây là con rắn hổ mang. Đấy, quá dữ luôn anh em nhé. Rồi đấy. Dữ chưa? Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, nó quặng ra. Gớm ăn nhỉ? Kinh nhỉ? Rất chi là dữ luôn mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy không? Dữ nhỉ. Con này cắn chết đấy. Các bên trong vẫn còn đấy. Vẫn còn không trong. Có khả năng nó vẫn còn đấy. Anh em ấy trong bát bỏ trong kiểm tra hết chưa nào. Nói chung là gặp trọng cảnh rồi. Một đàn rồi. Rồi, ông móc thử ra xem nào. Ui, còn thiếu. Có nghe cái quỷ ấy không ạ? Còn. Ui, kinh chưa này. Ổ rồi. Này, mới ổ rồi. Ổ đây rồi. Đúng ổ luôn này anh em ạ. Ui, mà. Ui, ổ đó trong đây. Này, mọi người xem. Ổ rồi. Này, chưa? Toàn án đúng ạ. Đấy, đấy, thấy không? Quá là dữ luôn nhá. Đấy, kinh chưa? Đây. Này, mọi người xem. Phành. Ghê gớm chưa? Ghê lắm. Ừ. Đấy, thì không biết là con nào nó cắn cậu bé đấy thì anh em đại khái là thấy đây rất nhiều rắn luôn mọi người nhá. Quá trời rắn luôn. Kinh. Quá trời rắn luôn. Trong này còn đây, cứ bỏ túi đi. Ui, đúng vậy. Làm đấy nó cũng bảnh ra, phân bảnh luôn rồi. Rắn này dữ lắm, rắn hổ mang dữ lắm. Đấy, tiếp tục tìm kiếm. Đấy, nó sống ở trong cái chậu cảnh này mọi người nhé. Vẫn còn. Vẫn còn đấy. Ui.
ôi, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, con này trắng tinh. Thôi con này nhanh thế. Con này là con cắn rồi. Khả năng con này, khả năng con này nó cắn này. Rất là dữ luôn. Ui, nó ngóc đầu lên kìa, con này trắng kìa. Con này trắng. Bạch tạng rồi. À, anh em theo này. Wow, my god. Được luôn thì quả ký thì nó vặn vào tay mình. Đấy, thấy chưa? Kinh chưa này. Này nghe. Con này trắng thế rồi. Wow, my god. Wow, kinh khủng luôn. Đấy, nhanh lắm nhá. Nhanh lắm. Con này gậy như vậy bắt con này cũng chết đấy. 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 Đấy chưa? Không cho động người đâu. Công nhận cái giống rắn này dữ nhá. Nó kỳ kỳ độc độc vào mặt đấy. Quả này lắm. Nào luôn đấy. Nó nhanh nữa. Tiêu luôn. Con này nhanh. Rất là nhanh. Nó khỏe ra. Không cho động người. Đấy, đây. Này, cái bình giật hết cơ mình. Đấy, rồi, anh em cả túm của nó này. Khá là hung dữ luôn. Quá hung dữ luôn đấy chứ. Sợ không? Đặt cái tay. Còn khô nữa. Còn chưa khô được ra. Còn khô. Anh em sẽ kiểm tra xem còn con nào bên dưới này không mọi người nhé. Ui, bên trong vẫn nhìn thấy bóng bóng không à? Vẫn nhìn thấy bóng không à? Nhìn cho kỹ vào. Tìm khi bắt hộ tôi. Nhiều vây. Đứng ra kia đi, cây sung nó che hết rồi. Cẩn thận nước nôi vào nó vào quăng một người đi. Nôi cứ nhìn nha nôi, đừng cứ nôi quăng vắt nó quăng. Ui ôi, đây. Ngại con nữa. Tiếp tục con nữa này mọi người này. Tiếp tục một con nữa này. Kinh chưa? Quá đúng rồi nhé. Kinh nhỉ. Con nào cũng đấy cũng bành như kinh. Kinh khủng chưa? Đấy. 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 Nó bảo anh chậm nhưng đớp mình nhanh nha. Lúc nào đớp nhanh lắm. Đớp phát. Khoảng phát thôi. Há miệng cái là có giọt độc độc luôn. Tôi bảo túi đi xong bắt đầu kiểm tra tiếp tục kiểm tra. Ký hộ tôi với. Ui, còn sao không ơi. Có nhiều thế. Nhiều thế. Đây. Đến kia. Đâu ấy. Đây, lại rồi. Nó bị trong bên này à? Đây, đấy, tôi móc ra đi. Oh my god. Đang lột. Thằng to thế. Ui, con này đang lột. Ui, con này đang lột. To lắm. Ui, mọi người xem con này to chưa? Mắt nồi à? Ngọc. Kinh chưa? Đấy, thôi bỏ vào túi đi. Ghê gớm nhỉ? Con này to nhất là mọi người xem này, con này to, khá là to luôn mọi người nhá. Sạc hạm đông rồi. To lắm rồi. Thử xem còn con nào không anh em? Con thử chứ nào. Không đưa ông người này thử quà. Quà được hết rồi. Hết rồi sao ấy? Hết rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Khả năng là anh em mình phải kết thúc video để về xem thằng bé kia nó như nào, tình trạng như nào đây. Đây, đấy mọi người nhá. Thì bây giờ anh em mình sẽ xin kết thúc video đây. Đấy anh em và xem cái người ta cắn như nào thì có gì anh em mình sẽ đăng tải cho mọi người xem mọi người nhé. Mọi người xem được video của anh em mình cảm thấy yêu mến, anh em mình nhớ cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người nhé.